Ở ngày thi đấu cuối cùng của Laver Cup 2019, mỗi trận thắng sẽ được tính 3 điểm. Nhờ đó, tuyển thế giới lọt ngược dòng dẫn 8-7 khi bộ đôi John Isner, Jack Sock đánh bại Roger Federer và Stefanos Tsitsipas với tỷ số 5-7, sau 4 và 18. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với nhà đương kim vô địch khi Dominic Thiem để thua với tỷ số 5-7, 7-6 và 5-10 trước Taylor Fritz ở trận đánh đơn sau đó. Áp lực lúc này đè nặng lên Roger Federer bởi nếu tàu tốc hành bại trận dưới tay John Isner, tuyển thế giới sẽ chính thức giành chức vô địch. Với bản lĩnh dày dạn, tay vợt hạng 3 thế giới đã thắp lên hy vọng cho tuyển châu Âu bằng thắng lợi thuyết phục 6-4, 7-6 ở trận đánh đơn quyết định. Alexander Zverev giành chiến thắng 6-4, 3-6, 10-4 trước Milos Raonic, qua đó giúp châu Âu lần thứ 3 liên tiếp vô địch Laver Cup sau Braga 2017 và Chicago 2018. Trong cuộc phỏng vấn với FIFA, Usain Bolt đã có những nhận định về chủ nhân danh hiệu FIFA The Best năm nay. Tôi là một fan cứng của Ronaldo. Tôi ngưỡng mộ khả năng thành công của cậu ấy ở các giải vô địch khác nhau, từ Anh, Tây Ban Nha và bây giờ là Ý. Messi, Ronaldo và Van Dijk là ba cầu thủ rất tuyệt vời. Van Dijk đã đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất UEFA. Và giờ, cậu ấy rất có thể là ứng viên số 1 cho danh hiệu The Best. Song với tư cách là một người hâm mộ Manchester United, dĩ nhiên tôi sẽ bình chọn cho CR7. Ở chung kết đơn nam Trung Quốc mở rộng giữa Kento Momota với Anthony Shinisuke, hạt giống số 7 giải đấu sớm gây bất ngờ khi giành chiến thắng 21-19 ngay set mở đầu. Tuy vậy đã không có cơn địa chấn nào xảy ra khi tay vợt số 1 thế giới khuất phục đối thủ trong 2 set còn lại với tỷ số 21-17 và 21-19, qua đó giành chức vô địch đơn nam. Tại nội dung đơn nữ, chức vô địch thuộc về Carolina Marin với màn lội ngược dòng giành thắng lợi 14-21, 21-17, 21-18 trước đối thủ người Đài Bắc Trung Hoa Tai Zuzing. Ở cuộc đua chính thức của Singapore GP, Sebastian Vettel sớm vượt mặt Lewis Hamilton để vươn lên ngay phía sau tay đua dẫn đầu là Charles Leclerc. Dù giành pole, song Leclerc buộc phải nhường vị trí cho Vettel theo yêu cầu chiến thuật từ Ferrari. Với sự bảo kê của tay đua người Monaco, Sebastian Vettel không gặp quá nhiều khó khăn để về đích đầu tiên với thành tích 1:58:33,667. Đây là chiến thắng đầu tiên của tay đua người Đức kể từ GP Bỉ vào năm 2018. Với Charles Leclerc, tay đua người Monaco tỏ ra không hài lòng vì phải làm nền cho chiến tích của Vettel, xếp sau bộ đôi của Ferrari là Max Verstappen, trong khi Mercedes trải qua ngày thi đấu thất vọng bởi Lewis Hamilton và Valtteri Bottas lần lượt cán đích thứ tư và thứ năm. Chặng đua GP Aragon vừa qua là show diễn của Remark Marquez. Trong cuộc đua thứ 200 của mình, tay đua người Tây Ban Nha dễ dàng cán đích đầu tiên với thành tích 41:57,221. Chiến thắng này giúp Marc Marquez tiến gần đến chức vô địch MotoGP thứ 6 trong sự nghiệp. Khi trên bảng xếp hạng cá nhân, tay đua của Repsol Honda đã bỏ xa người đứng nhì Andrea Dovizioso đến 98 điểm. Mùa giải năm nay chỉ còn 5 chặng và với phong độ hiện tại của Marquez, chức vô địch có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Trong trường hợp sớm nhất, tay đua người Tây Ban Nha có thể đăng quang ở Thái Lan GP diễn ra vào ngày 6 tháng 10 tới đây. Chia sẻ trên trang TV, tiến sĩ Tim Hewitt, một chuyên gia về các chấn thương đầu gối đã đưa ra lời khuyên dành cho Klay Thompson, cầu thủ đang điều trị chấn thương dây chằng chéo. Theo ông, ngôi sao của Golden State Warriors nên nghỉ thi đấu ít nhất 2 năm để chữa trị dứt điểm chấn thương. Nói ra điều này hơi khó nghe và có thể phật lòng người hâm mộ, song đây không phải là ý kiến cá nhân của tôi mà số liệu thực tế. Nếu không muốn Klay bị tái phát chấn thương, cô ấy nên nghỉ thi đấu ít nhất là 2 năm. Ở trận đấu cuối cùng của ASEAN Grand Prix 2019, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục gây thất vọng khi để thua 2-3 trước Philippines với tỷ số các set lần lượt là 21-25, 25-22, 21-25, 25-15 và 12-15. Chia tay giải đấu mà không có nổi một trận thắng, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ngậm ngùi đứng cuối bảng với số tiền thưởng là 15.000 đô. Ở trận đấu sau đó, chủ nhà Thái Lan đánh bại Indonesia với tỷ số 3-1, qua đó giành chức vô địch một cách đầy thuyết phục. Trong bài nhạc nền chính thức của chung kết thế giới 2019, không khó để người hâm mộ phát hiện ra bóng dáng của G2. Tình huống đầu tiên là Smash cầm Cannon sử dụng chiêu cú để hủy diệt G2. Phát còn lại diễn ra ở bán kết chung kết thế giới 2018 khi The Shy sử dụng Aatrox chém tan nát những thánh lầy. Trên Twitter chính thức, chính G2 cũng phải dở khóc dở cười trước màn cà khịa quá gắt từ phía Riot Games. Ở một diễn biến khác, buổi lễ bốc thăm chung kết thế giới 2019 sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ tối nay. Phía Riot Games sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng khởi động và vòng bảng chung kết thế giới 19.